Chào mừng các con đến với bài học kỹ năng sống cho trẻ mầm non của trường mầm non Nguyễn Hữu Nghĩa. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con biết về quy tắc 6 cánh hoa. Để xem những cánh hoa đó dạy các con những điều gì, cô và các con cùng tìm hiểu nha. Xin giới thiệu bộ đồ bơi đẹp nhất quả đất. Xin, bộ của em đẹp nhất hệ mặt trời. Đẹp vậy rồi có nhớ quy tắc 6 cánh hoa để bảo vệ mình không đó? Em thuộc lòng luôn nha. Cánh hoa thứ nhất, không nhận quà khi chưa hỏi ý kiến ba mẹ, kể cả quà từ người quen. Cánh hoa thứ hai, không đi cùng người lạ đến nơi vắng vẻ. Cánh hoa thứ ba, vùng đồ bơi. Cánh hoa thứ ba, vùng đồ bơi là những vùng riêng tư, đối với em là vùng này, còn anh thì đơn giản hơn. Giờ em nhớ ra rồi, không để người khác xem hoặc chạm vào vùng đồ bơi của mình, ngoại trừ ba mẹ. Bác sĩ khi khám cho mình thì ba mẹ phải có mặt ở đó nha. Cánh hoa thứ tư. Từ từ còn thiếu nè, cũng không được xem hoặc chạm vào vùng đồ bơi của người khác. Em nói tiếp, cánh hoa thứ tư. Người thân quen và bạn bè chỉ được ôm mình một cách bình thường, không được đụng chạm vào vùng đồ bơi. Cánh hoa thứ năm. Hét lên thật to, không, và bỏ chạy thật nhanh đến nơi đông người. Khi có ai đó chạm vào vùng đồ bơi của mình hoặc bắt mình chạm vào vùng đồ bơi của họ. Cánh hoa thứ sáu, không sợ đe dọa, không giữ bí mật, nói ngay với ba mẹ thầy cô nếu những điều trên xảy ra. Các con thật thông minh và dũng cảm. Các bạn nhớ kỹ quy tắc 6 cánh hoa để bảo vệ mình nha. Để khắc sâu những kiến thức các con vừa học, cô và các con cùng giơ bàn tay của mình lên, cùng thực hành làm theo quy tắc bảo vệ của bản thân mình nào. Nắm ngón tay ngoan, bạn ơi hãy nhớ nào. Đây là ngón cái nhé, ngón ưng cần ta nhất. Là cha mẹ của em, là ông bà của em, là anh chị em ta thương ôm, là người thân ta hay mong cùng. Khi ta đang lăn nhé, nếu ai chậm vùng đồ bơi, xua tay nói lên nhé, không không con đã lớn rồi. Em ơi hãy nhớ nhé và nói cho người thân nghe. Đây là ngón trỏ nhé, ngón ở xa một chút, là thầy cô của em, là bạn bè của em, là họ hàng nhé, đừng nắm tay, là người quen nên ta chơi cùng. Chỉ được vậy thôi nhé, nếu ai chậm vùng đồ bơi, xua tay em nói lên, không không em đã lớn rồi. Cho người thân nghe. Đây là ngón giữa nhé, ngón ở xa một chút, là hàng xóm nhà ta, là bạn bè mẹ cha, là người quen em khi đến chơi. Chỉ bắt tay thôi hay vẫy chào, chỉ được vậy thôi nhé. Nếu ai chậm vùng đồ bơi, giơ tay em nói lớn, không không em đã lớn rồi. Em ơi hãy nhớ nhé và nói cho người thân nghe. Đây là ngón áp út, ngón ở xa tít nhé, là người ta mới quen, là lần gặp đầu tiên, là người vừa quen ta đứng xa, là người vừa quen hay vẫy chào. Chỉ được vậy thôi nhé, nếu ai chậm vùng đồ bơi, giờ tay em nói lớn, không không em đã lớn rồi. Em ơi hãy nhớ nhé và nói cho người thân nghe. Đây là ngón út nhé, ngón ở xa mình nhất, trường mầm non Huỳnh Hữu Nghĩa.